Ok. Mình mua cái nào hả? Mua cái nào con? Anh Sơn ơi. Ok, anh Sơn, thích con. Pick the one we don't have at home, baby. Oh yeah, we'll buy this one. Năm mà mình có. Ừ, nó có nhà đó. What's on the beach? So tight. Can I do this one? Yeah, this one. Nè, cái bông này chưa đó phải không? Cái nào con? Okay. Con biết đi. Bathroom. Ừ, biết đi con. Lấy đi. Can you hold that too hot? Còn cái nào nữa? Cây okay, sang đá là mấy thứ nào? Là cái này là sang đá hết cây vậy? Đó, thuốc thôi không? Dạ. Thôi nhưng mà cũng phải chăm sóc nó rất là nhiều, thôi nó cũng chết. Dạ. Cũng phải bón phân cũng dữ lắm, thôi nó cũng chết. Ở nhà bạn cứ thấy cầm ngoài sỏi rồi mình nó hơi dễ thương. Dạ. Trồng ra đất thì nó okay, nó dễ để đây đi con nè. Do you think this is lavender? Oh, cái này đẹp nữa con. Này đẹp nữa con. Nó, con muốn cái này. Cái này đẹp nữa con. Bây giờ luôn. $3. This is okay. I don't want to check. That's all, huh? Okay, we get this one. She said $15. Yeah, $15. Mom, what happened to you? Sơn, can you pay? Dạ. Ok, muốn lựa chọn nữa. Nhiều khi cô chỉ cô chú nè, cái này á, nó cái loại nhỏ xíu như vậy nè, là không phải nha. Đúng rồi, ở nhà có loại nhỏ xíu lắm à. Không? Rồi muốn lấy cây nào lấy nha. Cái bông bự. Dạ, rồi, cảm ơn chú nha. Đây, cái chậu nào mà đẹp lấy. Cái đó về chiếc ra thành nhiều chậu. Đẹp nè con. Hả? Con oh. Dựng rùa kìa. Nó xinh lắm. Đó để mắt ra. Nó xinh lắm. Nó xinh lắm. Làm lên cái máng cái đồ nữa. Mấy cái đá ở ngoài xưa. $10. Máng không? $10. $10. $45. Look, these are geodes. This is $30. Wow, $30. This crystal is light and natural.
gold. All of these are like $20. It looks so cool. You could, that's a look. You could see through this. Wow, this one. They cut it in half, huh? $10. This is $10. Đó, rùa nè. Đây nè. Rùa nè. You know how much cost this, Ethan? What? 700. 700? That one is 700. Wow, okay. Because this is big. Và trứng nè. Don't have that kind of money.